khi bác sĩ nói trời ơi trứng là trứng sắp đụng rồi, hỏi ủa vậy sao giờ, giờ chồng đi công tác còn vợ ở nhà làm sao, thế nói mẹ giờ làm sao giờ con alo chồng con không về đúng ngày rồi làm sao, thì mẹ chở con ra ngoài á cắt me rồi bảo thế làm sao, cho hai đứa vào nhà nghỉ luôn. Mẹ đứng ngoài mẹ đứng ngoài và chừng bao lâu, bảo 2 tiếng rồi được rồi. Xin mời. Wow. Chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ chào cô. Chào chị. Chào hoàng hậu và công chúa. Dạ. Đẹp quá. Cô ơi, cô là mẹ chồng đầu tiên mặc áo cưới luôn á. Dạ. Đúng rồi, cô là mẹ chồng người đầu tiên mặc áo cưới. Con làm hai bộ này mặc giống nhau đi. Coi ai mẹ chồng ai nàng dâu. Ủa? Quên, ai cha chồng ai nàng dâu. Rồi mời cô ngồi. Dạ. Mời em dạ. Ngồi. À, cô có thể giới thiệu về mình. Cô tên là Nguyễn Thị Huế. Cô năm nay có 49 tuổi. Cô sống ở tại Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Linh. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Lê Lộc và chào quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thúy An, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ạ. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi ha? Dạ, em làm dâu của mẹ được 2 năm rồi ạ. 2 năm. Mình có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chắc là cũng chuẩn bị ha. Dạ. Con cái là trời cho. Dạ. Mình bây giờ chồng lấy nhau để chuẩn bị sự nghiệp cho nó tốt đi. Dạ. Rồi có con. Nói chung là hai bên nội ngoại cũng rất là đang mong có cháu. Dạ. Nhưng mà tại vì hai cháu nó là thì chồng thì đi công tác, còn người vợ thì ở nhà với mẹ. Nên khi hai mẹ chồng có con quá trời luôn. Rồi nói con, tháng này con đi con căn trứng đi, mẹ chở con đi. Thế đến khi bác sĩ nói trời ơi trứng rồi, trứng sắp đụng rồi, hỏi ủa vậy sao giờ, giờ chồng đi công tác còn vợ ở nhà làm sao, thế nói mẹ giờ sao giờ con alo chồng con không về đúng ngày rồi làm sao, thì mẹ chở con ra ngoài á cắt me rồi bảo thế làm sao, cho hai đứa vào nhà nghỉ luôn. Mẹ đứng ngoài. Mẹ đứng ngoài và chừng bao lâu, bảo 2 tiếng rồi được rồi. À, cô có nhớ ngày mà gặp con dâu đầu tiên á, ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này? Dạ là ngày đầu tiên thì con trai đưa về, mình có cảm dạ là cô con dâu này cũng hiền, mà cháu nhìn dễ thương, cũng có cảm tình ngay từ ban đầu ạ. Còn với nàng dâu, có dạ ấn tượng điều gì khi mà gặp mẹ chồng lần đầu tiên không? Dạ hai chồng em á là không phải tự quen mà là do dì em của mẹ làm mai, nên là cái con đường mình bước chân vô nhà mẹ nó cũng dễ, chắc gì về nhà gì cũng dễ, gì tốt đẹp lắm về mình rồi. Ngày đầu tiên về nhà chồng thì mình cũng nghe nói người Bắc họ khó lắm. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà bước vô thì thôi cô chú thân thiện quá vậy, cứ nói chuyện cứ hỏi han mình đủ thứ hết trơn, chứ cũng không có đến nỗi khó khăn. Hai chồng em quen cũng lâu lắm, cũng thời gian khoảng 3 năm mấy mới cưới lận, nên là quen thì cũng mẹ quen, mà cầu hôn cũng mẹ cầu hôn luôn. Chứ chồng em không nói tiếng nào hết trơn. Ủa là sao? À, nói chung là trong một thời gian tìm hiểu hai cháu thì con trai cô nói mẹ con thấy hai đứa con không hợp. Tự nhiên rồi hai đứa nó cũng giãn ra một thời gian. Thì nói chung là tôi cũng rất buồn. Đợt đó là chia tay luôn. Nhưng mà chia tay thì em vẫn tới như lui mẹ, hỏi thăm mẹ, chơi với mẹ. Chia tay rồi vẫn tấn công mẹ không à. Đêm tối trưa đến là cứ nằm ngủ rủ gì mẹ, thì tự nhiên nó mến rồi nói thôi con ơi, con nghĩ suy nghĩ lại đi, chứ bây giờ mẹ thấy bé này nó được lắm, sống tình cảm mà mẹ thấy được. Lúc đó mẹ ôm em, mẹ khóc. Xong em về em suy nghĩ lại, em là mai mốt này mình không có thể nào kiếm được một cái gia đình chồng mà họ vừa tâm lý mà họ vừa tình cảm mà yêu thương mình vậy đâu. Quyết định quay lại tấn công chồng mình luôn. Một là để cua lại được bà mẹ chồng này, còn hai là để phục thù ông chồng dám bỏ mình trước. À hay à. Vậy thì trong cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mình chắc chắn là nhiều điểm chung lắm đúng không cô? Đúng dạ. Nói chung là điểm chung cũng có, mà nói chung là gia đình ai thì cũng có khúc mắc, nhưng mà cũng chỉ nhẹ thôi. Cô thì cô thích sống về cái mặt tình cảm. Có khi mẹ chồng nàng dâu ấy là không có dám lên đằng trước ngồi như vậy đâu. Yeah. Nhưng mà không, nhà cô gia đình cô khác, ăn cơm mà tất cả tập trung ăn cơm. Xong đến khi mà ăn xong là về mà chơi vui là các thứ là cả nhà lên karaoke. Độc phải rách karaoke chung với ba chồng luôn. Sọc ca luôn. Không biết là chị thấy mình hợp với mẹ nhất điểm gì ha?
Dạ hợp với mẹ thì cứ mẹ lại thích dạng như thích làm đẹp á. Thì mẹ cứ chọn những giống như quần áo nè, đi chơi mẹ cũng thích. Nhưng mà con thắc mắc nãy giờ là tại sao không biết cô lại chọn cái áo cưới này để xuất hiện ngày hôm nay. Cái này là do mẹ ăn em. Mẹ nói là mẹ em á, từ nào giờ mẹ em nói cái thời của mẹ, mẹ chưa có được mặc cái sa rê lần nào hết trơn á. Em nói nha, thôi vậy ngày hôm nay á, con với mẹ tạo gì đặc biệt nhất đi, để hai mẹ con mình có một cái kỷ niệm đáng nhớ. Thôi hai mẹ con quyết định đi lựa hai cái sa rê lên mặc chung. Mẹ cứ ngại mẹ không chứ mặc, mẹ mặc đi, không sao đâu. Mẹ ngại mẹ không dám mặc. Ủa, như ngày xưa lúc mình lấy chồng không có mặc Hồi xưa mình lấy chồng thì nói chung là ở cái thời đó thì nó không có mặc sa rê như này. Nói chung là chỉ có mặc đồ bình thường thôi. Đến khi con cái lớn rồi cũng nói ông xã là thôi bây giờ mình con cái lớn rồi, công việc các con ổn định hết rồi, là cũng muốn làm sao mà mình tạo điều kiện làm sao mà để hai vợ chồng hấp hôn lại, để mình được mặc sơ dê để chụp hình đồ các con cháu đi sau. Rồi tự nhiên mình khao khát cái kiểu vậy. Dạ. Thế con dâu chắc nó biết mẹ là vậy nó thôi để cầu chuyến này đi. Thế là bảo thôi mẹ mặc thế nghe kỳ lắm. Thế xong mà mẹ cứ mặc đi, cứ thoải mái đi, không sao đâu chắc mẹ. Chắc chắn là cô ấn tượng nhất trong chương trình mẹ chồng nàng dâu từ trước đến giờ. Vậy cho nên là con dâu thì nói chung là cũng biết tâm lý mẹ. Về làm dâu thì con dâu có phục vụ mẹ chồng tốt không? Con nói đi. Về cái phần phục vụ thì ngày đầu tiên về nhà mẹ thì nói chung mình được dạng như ba mẹ yêu thương mà, nên là tâm lý mình thoải mái lắm. Sáng mình cũng dậy sớm, thấy mẹ dọn dẹp cũng ra phụ mẹ, mà không hiểu sao sáng gặp mẹ chồng vẫn run, cầm cái rổ ly, rớt cái ly, cái bút. Xong rồi nín thinh là trời ơi, tiêu rồi, không biết đợt này sao. Xong từ cái giây phút mở hàng đó thì coi như là chén bát ly dĩa trong nhà nó cũng lần lượt ra đi. Mẹ có la lần nào không? Lô bẻ. Không có mẹ đó thì thủ tiêu hết trơn rồi. Ủa? Còn có mẹ đó thì để đó mẹ thấy thôi. Còn cái trên cái bàn thờ ông địa trước á thì cứ sáng không có mẹ ở nhà thì em mới đốt nhang cho ông địa, xong cái cầm đi rớt nguyên cái ly bể, xong phải đem thủ tiêu hết, xong đem bữa đi ra chợ mua. Bữa nay mới khai á. Nhưng mà có rớt ông địa bể lần nào không? Dạ chưa. Mày chồng thấy có những điều gì mà mình chưa hợp với con dâu không? Cũng có cái là chưa hợp ở cái chỗ là cái cách ăn nấu nướng á, thì người Bắc thì ăn thì không có ăn ngọt, còn người Nam thì ăn ngọt. Nhưng mà nhiều khi nấu cũng phải theo ý con dâu, cũng thay gì đó nhá, thì cho 10 thôi, mình cho 5 thôi. Cho từ từ mình làm sao mình cho nó hòa đồng, nói chung là kể cả ăn uống này kia nọ hoặc là cái gì đó nó hơi khác ở chỗ đấy một chút. Dạ. Còn không biết nàng dâu của mình có điểm nào mà chưa phù hợp với mẹ lắm không? Nói chung thì tính em nó hơi ngang, mà nó hơi nóng tính, nó hơi thẳng tính nữa, nên nhiều lúc cũng làm mẹ buồn. Ví dụ dạng như trong ngày đó mình cảm thấy không được vui thôi, cái mình nín thinh cái mẹ lại tưởng là giận mẹ, cái mẹ buồn. Cái lúc mẹ buồn xong mẹ khóc mẹ nói mai mốt con có chuyện gì buồn á thì con cứ nói với mẹ đi, con đừng có nín thinh hay là con đừng có tỏ ra mặt vậy á. Ở nhà thì không có ai hết à, tại nhà có hai người anh trai là hai người đi làm xa hết, em đa phần ở nhà với ba mẹ chồng không à, nên là có chuyện gì thì con cứ chia sẻ với mẹ, mà không được thì chia sẻ với ba. Trong nhà chồng em là quan tâm tới cảm xúc của em, giống như cứ vui vẻ nói chuyện thoải mái cả tháng cũng được, nhưng mà chỉ cần trong tháng đó có một ngày em không vui là hầu như ba mẹ chồng đều phát hiện ra hết trơn. Dễ thương quá nhờ. Nên là nhiều khi muốn không vui cũng phải ráng cười ra. Đôi khi sự quan tâm quá quan tâm dạ, nó tạo cho mình một cái áp lực quan luôn tâm. Dạ. Vậy thì trong cái công việc làm ăn kinh doanh nè, mẹ mình có hỗ trợ nhiều không? Nói chung là mẹ hỗ trợ 100% luôn chị, tại vì công việc của em lúc trước là giáo viên mầm non, nhưng mà do cái công việc nó cũng áp lực với đường xá nó cũng xa á, xong cái mẹ mới nói con có thích kinh doanh không, nếu con thích kinh doanh thôi giờ con với mẹ mở cái shop quần áo đi. Xong bắt đầu mở xong rồi mẹ mới hướng dẫn, thì chung trong cách buôn bán hay là cái cách chăm sóc khách hàng thì mẹ là giỏi nhất, tại vì tính em nó thẳng tính, khách vô được không được là thôi, còn mẹ khác, mẹ lại vuốt mềm mỏng hơn. Hôm nay là có chương trình mới nói là cũng có một lần là xuống không biết làm sao rồi không dám nói thẳng với con, cho nên là luồn đằng sau kêu chị xui là nói dồn thì cháu nó nghe ra ngay, về cũng phân tích nói không phải con nói vậy này kia kia nọ, nói chung là bảo thôi cái công việc này nó là làm dâu trong họ thôi, con cố gắng con dáng chiều khách hàng đi. Cũng có một lần nữa thì cháu nó mặt buồn hiu rồi á, tớ nằm tớ chán, tớ nói giờ tất cả tập trung cho con, mà làm sao bây giờ con tối ngày mà cứ nặng mặt mẹ này chết rồi, bỏ luôn không làm đi, mẹ cha con muốn làm gì làm, tự nhiên đi về dưới nhà làm khóc.
Làm khóc xong bắt đầu á, về mới ôm mẹ nói mẹ ơi con biết là con sai rồi. Thì cứ khóc hoài luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Nhưng mà làm gì con biết không? Cái lúc đó thì cũng là nói chung á, mẹ cái ý của mẹ mà mình không hiểu. Coi như là tiền thì mẹ không đưa mà chìa khóa thì cầm rồi. Thì tức là ý mẹ nói là con thích cái gì á thì con cứ mua thôi. Thì tiền mẹ để đó thì chìa khóa cầm rồi mà. Xong cái thì con muốn mua cái gì á thì con cứ lấy tiền đó con mua. Còn nếu con muốn mua cái gì á mà giá trị lớn quá thì con cứ nói với ba mẹ, lúc nào ba mẹ cũng sẵn sàng hết. Chứ không phải là ba mẹ cấm đón hay là không có cho con này kia đó. Nên là từ cái lúc nó hiểu lầm như vậy. Nhưng mà sau khi là mẹ ba mẹ nói ra thì bắt đầu mới giải tỏa thì cũng vui vẻ lại với nhau. Cái vấn đề kinh tế nó cũng nhạy cảm ở chỗ đó. Dạ đúng. Nên mình rồi không hiểu dễ hiểu lầm nhau lắm. Tất cả là bố mẹ làm là cho các con hết. Chứ bây giờ bố mẹ chết đâu có đem theo được đúng không? Yeah. Thì chỉ có hai đứa con thôi mà trong cái đó là hai con trai thì công việc ổn định hết rồi. Yeah. Mẹ tất cả mẹ tập trung mẹ dốc sức vì con mà nhiều khi con hiểu là mẹ một cái là mẹ buồn hết sức luôn. Tức là một thằng trai là lấy vợ rồi còn thằng nữa. Dạ. Yeah. Chứ nhiêu tuổi thì... Cháu thứ hai là 26 tuổi rồi. 26 rồi đó. 26 gì nữa. Ngắm đầy được không? Đấy hả? Trời ơi, vậy vinh dự quá. Dạ. Hai chồng nàng dâu này dễ thương chứ. Dạ. Về làm dâu đi được á. Ừ. Bữa giờ con chưa đủ rối rồi chú. Về làm dâu cô đi. Dạ. Hôm nay đang rối. Cô vinh dự lắm á. Có lẽ hai mẹ chồng nàng dâu thì hợp nhau. Nhưng mà không biết chồng đang nghĩ điều gì với mẹ và với vợ nha. Dạ. Chúng ta xem hình ảnh sau đây. Thông qua chương trình tôi cũng xin chia sẻ đôi điều về hai người phụ nữ tôi yêu thương. Đó là mẹ tôi và vợ tôi. Thì từ khi về làm dâu trong gia đình nhà tôi thì vợ và mẹ tôi luôn sống rất vui vẻ và hòa hợp với nhau. Thậm chí mẹ và vợ còn luôn xem nhau như những người bạn để có thể chia sẻ với nhau tất cả các mặt trong cuộc sống, như về sở thích, về ăn uống, về công việc. Thì thông qua chương trình tôi cũng mong muốn mẹ và vợ luôn sống vui vẻ, hòa hợp như vậy. Bởi vì công việc của tôi nhiều khi có nhiều áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng khi về đến nhà thấy mẹ và vợ sống hòa hợp với nhau như vậy thì mọi áp lực căng thẳng của tôi đều sẽ qua đi. Và cuối cùng tôi xin gửi lời chúc tới mẹ và vợ tôi là: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm và chồng yêu vợ nhiều lắm. Hai vợ chồng mình sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc tới răng long đầu bạc em nhé. Chồng đi xa vậy có ghen không? Dạ không, có ba mẹ chồng bảo kê hết rồi. Ba mẹ chồng đấy, nó mà có gì con chỉ cần nói với ba một tiếng thôi, ba giải quyết hết. Hôm nay nhân cái ngày này thì con muốn nói gì với mẹ chồng không? Dạ, nhân cái ngày này con muốn nói với mẹ đôi lời là đôi khi trong cuộc sống con có làm những cái chuyện gì mà mẹ buồn á thì mẹ bỏ qua cho con. Từ đây về sau thì mẹ con mình cố gắng sống hòa hợp để cho gia đình mình lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc ạ. Dạ, không biết cô thì sao ạ? Ngày hôm nay cô có điều gì muốn nói với chị? Cô thì cô cũng rất mong muốn là như vậy. Tại vì mẹ thì không có con gái, mẹ coi con như con ruột của mẹ. Cho nên là mẹ cũng mong muốn rằng có một cái chuyện gì vui buồn con nên chia sẻ với mẹ. Có gì mẹ sẽ ủng hộ con hết mình. Và mẹ con mình sống mãi mãi bên nhau như vậy. Dạ. Rồi, hai mẹ con ôm nhau thế nào? Dạ. Đẹp lắm. Đẹp luôn. Dễ thương quá. Dạ. Dễ thương luôn. Và mong rằng trong gia đình sẽ sớm có tiếng khóc của trẻ thơ. Dạ, con cảm ơn chú. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Dạ.